Thưa quý vị, sau lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu do Liên đoàn Phật giáo Thế giới IBC phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch và Chính phủ Ấn Độ tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, chiều qua, ngày 20 tháng 4 năm 2023, ban tổ chức đã cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn thuyết mở đầu phiên hội thảo của Tăng đoàn Thế giới trong sự kiện quan trọng này. Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đức Pháp chủ, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng dẫn đầu. Tháp tùng còn có trưởng lão Hòa Thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Thanh Phong, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng Chư Tôn Đức Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong phần phát biểu của diễn giả chính, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã đề cập đến 4 vấn đề về Phật Pháp và hòa bình: vấn đề khủng hoảng môi trường, sức khỏe và tính bền vững, bảo tồn truyền thống Phật giáo Nalanda, ý nghĩa của hành hương, di sản và xá lợi. Ngài cũng bày tỏ niềm vui mừng khi sự kiện quốc tế này được tổ chức trở lại sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19, để người Phật tử các truyền thống trên thế giới có dịp cùng ngồi bên nhau, suy tư, thảo luận, tìm ra hướng đi vì an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hôm nay ở đây, trên quê hương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muôn đời tôn kính, là những người đệ tử Phật, chúng ta cùng nhau thảo luận, tìm ra phương hướng giúp nhân loại sống hòa bình, an lạc, hạnh phúc như Ngài thường dạy, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Tôi rất hoan hỷ tán thành chủ đề mà ban tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu 2023 đã đề ra: ứng xử với những thách thức đương đại từ triết học đến thực tiễn. Và nội dung thảo luận chính: phát triển ứng xử của người Phật tử đối với bảo vệ môi trường, bảo vệ truyền thống Nananda và gìn giữ hòa bình thế giới, cũng như tiếp cận việc hành hương về thánh địa Phật giáo và di sản. Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu là nỗ lực nhằm thu hút các nhà lãnh đạo và học giả về Phật giáo ở các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thảo luận các vấn đề Phật giáo và các mối quan tâm phổ quát, đồng thời cùng nhau tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung. Được biết, IBC được thành lập vào tháng 11 năm 2011 tại New Delhi, Ấn Độ, là tổ chức đóng vai trò nền tảng chung cho tăng ni và Phật tử trên toàn thế giới, dựa trên trí tuệ tập thể, tiếng nói thống nhất và trách nhiệm toàn cầu của Phật giáo.